Rồi, chào mấy anh em nha. Nay lên cho mấy anh em con G460 nha anh em. Đây là tem của nó nè anh em. Đây là cái series gì của nó nè anh em. Đó, nói chung là con này cũng còn được nha anh em. Còn được, còn mới, còn chạy ngon nha. Nè, còn tem của nó mà tem nó bị mờ nè anh em. G460 nha. Này nắp xăng nè anh em. Nắp nhớt. Này công tắc nha anh em. Le. Rồi này là cái lam theo máy của nó nè anh em, hàng Nhật 7 nha. Lam lưỡi theo máy của nó nè. Đó. Rồi. Đổ máy anh em nghe thử nha. Con này phù hợp cho anh em đi khai thác nè anh em. Mạnh. Gọn anh em. Đó. G460 nha. Rồi làm sức theo máy. Còn anh em nào không ưng ý thì anh em ấy mình kiếm làm khác luôn nha. Đó, gắn lại nè anh em. Rồi. G460. Bánh này mình báo luôn là 3,5 triệu bao ship nha anh em. Anh em nào cần anh em liên hệ mình. Đây số điện thoại nè. Đó. Rồi, chào anh em nha.